anh vì thứ tiểu tam này muốn rút sạch máu của vợ mình, còn hai lần hại chết con của mình. Súc sinh! Thẩm Lê, cô đừng gây sự nữa. Là cô tự mình hại Nghiên Nghiên, bồi thường cho cô ấy là việc cô nên làm. Giả lại, tôi còn đưa cô 500 triệu, cô cũng không cần đi bán mình nữa. Quách Yến Châu, anh thật đúng là tên khốn nạn. Anh chẳng biết gì cả, dựa vào đâu mà kết luận tôi bán mình? Cút ra ngoài cho tôi. Thẩm tiểu thư, nếu cô tức giận thì đánh tôi đi. Yến Châu, đừng làm khó Thẩm tiểu thư nữa. So với an nguy của em càng muốn anh sống tốt. Nghiên Nghiên, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Thẩm Lê, cô có biết hậu quả của việc không ký thỏa thuận này? Quách Yến Châu, nếu như anh còn bắt tôi rút máu, anh có biết hậu quả là gì không? Thẩm Lê, cô bây giờ quanh quanh như vậy chẳng qua là cậy có sự ủng hộ của Cố gia. Tôi thật muốn xem, không có Cố gia, cô có gì để quanh quanh? Được, thì chúng ta dõi mắt chờ xem ai quỷ ai. Ở đàn bà tâm cơ đó quá xấu xa rồi, lại dám đánh anh em. Chị Nghiên Nghiên, chị nghĩ xem có cách gì để chị của ta không? Em muốn thay anh em xả cơn giận này. Thẩm tiểu thư quả thực rất xuất sắc, cũng thích được đàn ông yêu thích. Nhưng mà cuộc sống riêng tư của cô ấy hỗn loạn như vậy, truyền ra ngoài không hay lắm. Chị Nghiên Nghiên, em đã sắp xếp Viên Khả đi chơi Thẩm Lê, em đã nghe ngóng rồi. Viên Khả là phụ nữ rất lợi hại, em nhất định sẽ thay chị dạy dỗ Thẩm Lê. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Thẩm Lê đâu? Thẩm Lê bây giờ ở đâu? Anh là em đau rồi, mau bỏ tay ra. Anh nói em biết Quách An An, nếu Thẩm Lê sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù là em gái ruột của anh, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em. Loại phụ nữ như cô ta đáng đời. Thẩm Lê rốt ở đâu? Nói mau! Nói! Thẩm tổng quả nhiên là xinh đẹp như hoa, chỉ là không biết công phu trên giường thế nào. Nếu ông dám động tới tôi, Cố thị sẽ không bỏ qua cho các người. Nếu không phải được Quách thị cho phép chơi cô, tôi cũng chẳng có lá gan đó. Ông nói là Quách Yến Châu, chứ còn gì? Quách Yến Châu, anh chỉ muốn tôi hiến máu cho Khương Nghiên, lại sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này. Tôi hận anh. Dừng tay! Ai? Thẩm Lê! Quách tổng, tôi sai rồi, là lỗi của tôi, xin anh tha cho tôi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn ở Hải Thành nhìn thấy các người. Quách Yến Châu, anh thật ghê tởm, không ngờ anh lại sai người làm ra chuyện này. Quách Yến Châu tôi không vô dụng tới mức phải dùng tới loại chuyện này để ép buộc một người phụ nữ. Đừng nói dối nữa. Vì Khương Nguyên, chuyện gì mà anh không làm ra được? Đủ rồi, tôi thực sự nghi ngờ anh có phải một con chó do Khương Nguyên nuôi ra không nữa. Đủ rồi, cô tốt nhất đừng có thách thức giới hạn của tôi. Nếu còn không muốn việc hôm nay tái diễn thì mau chóng ký thỏa thuận hiến máu. Quách Yến Châu, cả đời này đều không đời nào. Vậy cả đời này của cô cũng đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này. Tôi muốn việc Cố gia. Cái này chưa được tính là giam cầm bất hợp pháp. Cô đừng quên, hai chúng ta còn chưa ly hôn. Nhiều nhất chỉ coi là loại thủ đoạn đặc biệt để níu kéo vợ thôi. Vậy thì ly hôn. Tôi mỗi phút mỗi giây đều không muốn ở cùng anh. Ly hôn để cô gả vào Cố gia. Đừng có mơ. Quách Yến Châu, anh khốn nạn. Quách An An, chiếc vòng trong két bảo hiểm của tôi đâu rồi? Thẩm tiểu thư mất đồ gì sao mà sốt ruột vậy? Là đồ của người quan trọng tặng sao? Thẩm Lê, cô phát điên gì vậy? Chiếc vòng của cô mất rồi, làm sao An An biết được? Anh im miệng cho tôi. Quách An An, tôi hỏi người làm rồi, bọn họ nói chỉ có cô bước vào căn phòng này. Tôi không đụng đột của chị. Anh cứu em. Thẩm Lê, cô làm gì vậy? Cô mau bỏ An An ra. Thẩm Lê,
Cô có phải bị điên rồi không? Làm sao An An biết được chiếc vòng của cô? Tôi nói không phải là không phải. Ai thèm cái vòng phỉ thúy đó làm gì? Cái đồ đó giúp cho chó chứ cũng không cần. Tôi khi nào thì nói là chiếc vòng phỉ thúy? Quách Yến Châu, anh tìm người cường bạo tôi, em gái anh lại trộm đồ của tôi. Hai người đúng thật là người một nhà nhỉ? Quách An An, em nói thật cho anh biết, em giấu vòng ở đâu? Em bán ra nước ngoài rồi. Quách Yến Châu, anh tự mình cắm sừng cho mình. Còn em gái Quách An An trộm vòng của tôi. Người trong nhà các người đúng là biến thái thật. Thẩm Lê, cô đúng là không biết xấu hổ. Yến Châu đã không cần cô rồi, cô còn quay lại làm gì? Cô tưởng là tôi muốn quay lại đây sao? Mà cô Khương Nghiên không danh không phận đi theo Quách Yến Châu nhiều năm như vậy, tôi chẳng nhìn ra anh ta yêu cô chỗ nào. Nhưng Quách Yến Châu vì tôi rút cạn máu của cô, lấy đi mạng của chính đứa con mình, thật ác độc. Tôi độc ác? Tôi có độc ác thế nào? Yến Châu vẫn yêu tôi, yêu không thể xa tôi. Trái tim của anh ấy ở chỗ tôi. Thứ tôi không cần, cô muốn thì cứ lấy. Nhưng mà đáng tiếc, từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ là kẻ thứ ba không thể bước ra ngoài ánh sáng. Thật đáng buồn. Đáng lẽ nên để Diên Khảng chơi cô đến chết mới đúng. Là do cô làm. Bây giờ cô mới biết, đã quá muộn rồi. Thẩm Lê, cô đừng giết tôi. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, có chuyện gì vậy? Thẩm Lê, cô muốn chết sao? Không phải tôi, là Khương Nghiên tự mình lấy dao rạch tay. Cô nghĩ là tôi tin lời cô nói sao? Nghiên Nghiên tính tình thế nào? Cô tính tình ra sao? Đau quá. Không sao chứ? Không sao. Em chỉ đến thăm Thẩm tiểu thư. Điều tại em không tốt, không nên chọc giận Thẩm tiểu thư. An An, đưa chị dâu đi viện. Thẩm Lê, mau chóng theo tôi tới phòng truyền máu. Hôm nay cho dù có rút cạn máu của cô, tôi cũng phải cứu Nghiên Nghiên. Quách Yến Châu, anh bỏ tay ra. Anh bỏ tay ra. Hôm nay cho dù Khương Nghiên chết, tôi cũng không rút máu. Đồ phụ nữ lòng dạ độc ác. Nghiên Nghiên bao nhiêu lần vì cô không ngại mạo hiểm tính mạng. Còn cô thì sao? Hôm nay cho dù cô có chết cũng xứng đáng thôi. Quách Yến Châu, bất luận xảy ra chuyện gì, vì sao đều không chịu tin tôi? Thẩm Lê, cô còn mặt mũi muốn tôi tin cô? Nghiên Nghiên tính tình ra sao? Cô tính tình ra sao? Cô đã từng làm gì? Bản thân cô còn không biết sao? Đúng, Khương Nghiên của anh tâm địa hiền lành, còn tôi thì thủ đoạn độc ác. Chỉ đáng tiếc, loại phụ nữ độc ác như tôi không giết cô ta ngay lập tức. Cô muốn chết? Quách Yến Châu, có giỏi thì giết tôi đi. Vừa hay tôi chết rồi, có thể bắt Khương Nghiên chôn cùng tôi. Muốn chết không dễ đâu. Hôm nay tôi sẽ tự mình dùng từng kim rút sạch máu của cô. Bỏ tôi ra. Tôi không rút máu. Bỏ tôi ra. Ở yên đó. Quách Yến Châu, anh dựa vào đâu rút máu của tôi? Tôi không thiếu nợ anh gì hết, càng không có lý do cứu Khương Nghiên. Bỏ ra, mau rút máu. Thank you.
Bằng này máu đủ chưa? Có lẽ vẫn chưa đủ. Thẩm Lê, cô còn chưa chết. Cô còn dám tới. Với tư cách là người chiến thắng, sao có gì không dám? Xem bộ dạng thảm hại của cô kìa, thật là đáng thương. Yến Châu chẳng biết thương người chút nào. Sớm muộn có một ngày, tôi sẽ bắt các người xuống địa ngục. Ê là không có ngày đó đâu. Dù sao cô nhất định sẽ chết trước tôi. Đây là gì? Cái này cô không thấy quen sao? Cái này là máu rút ra từ người cô đó. Cho nên cô hoàn toàn không có bệnh. Cô lừa Quắc Yến Châu. Sai. Tôi không lừa Quắc Yến Châu, mà là tôi lừa tất cả mọi người. Vụ giam cầm 2 năm trước, tôi hoàn toàn không mắc bệnh máu trắng. Tôi chỉ là muốn để Yến Châu ghét bỏ cô hoàn toàn, nên bị ra cái cớ này mà thôi. Cho nên cô nói cô cần máu gì trốn cũng là giả. Đúng vậy. Lúc đứa trẻ sinh ra, tôi đứng ngay ở bên cạnh nhìn. Khá nặng đó. Là một bé trai. Tiếc là mạng không tốt. Sinh ra từ trong bụng của cô. Cho nên tôi đã để bác sĩ bóp chết nó. Khi đó đứa bé chắc là đau lắm. Cứ khóc mãi, cứ khóc mãi. Khóc đến nỗi khắp người đều tím tái. Đáng thương lắm. Con yêu, Khương Nghiên, tôi phải giết cô. Khương Nghiên, tôi phải giết cô. Mới có vậy cô đã chịu không nổi rồi. Thế này có là gì đâu. Ngày nào cô còn chưa ly hôn với Yến Châu, tôi sẽ dạy dò cô ngày đó. Cả đời không ly hôn, tôi sẽ dạy dò cô cả đời. Mở mắt to mà nhìn xem. Tôi vứt thứ máu bẩn thỉu của cô xuống cống nước, để nó ở cùng với rác thải hôi thối thế nào. Tôi muốn Yến Châu rút gặm máu của cô. Đi. Có phải cô đang vui lắm không? Cô nói gì? Tôi nói tôi sẽ để cô vui hết cỡ. Cô điên rồi, bỏ tôi ra. Yến Châu, Yến Châu, cứu em. Thẩm Lê, đồ phụ nữ điên, mau thả Nghiên Nghiên ra. Gọi điện cho Cố Từ. Được, tôi gọi ngay bây giờ. Gọi điện. Còn nữa, Quắc Yến Châu ly hôn. Đừng tưởng là ly hôn thì cô có thể không chịu trách nhiệm với những chuyện cũ cô làm ra. Chuyện tôi làm, Quắc Yến Châu, anh thật đúng là mắt mù tai điếc. Tôi chúc anh đời này không sinh không đẻ, Khương Nghiên con cháu đầy đàn. Thẩm Lê cô, tôi nói anh biết, Quắc Yến Châu, sau này chúng ta không cần bất cứ quan hệ nào nữa. Nếu anh còn dám quấy rầy tôi nhất định không bỏ qua cho anh và Khương Nghiên. Tiểu Lê, chúng ta đi thôi. Tiểu Lê, em không sao. Anh, sau này em sẽ không có bất kỳ dây dưa nào với Quắc Yến Châu nữa. Còn về Khương Nghiên, cô ta hại chết 2 đứa con của em. Em nhất định không tha cho cô ta. Anh có điều tra qua Khương Nghiên. Lai lịch của cô ta rất sạch sẽ, hoàn toàn không điều tra được gì. Vậy thì điều tra từ quá khứ của cô ta. Được, chuyện này giao cho anh. Đúng rồi, anh còn một tin tốt muốn nói cho em. Tin tốt gì vậy? Cố Thị đã tìm được nhà đầu tư mới.
Quách thị không đáng để sợ hãi nữa. Đến lúc đó, em là người thừa kế của Cố thị, có thể đi gặp người đó. Anh sẽ đưa em tới buổi đấu giá. Được. Sản phẩm đấu giá này là vật được truyền lại từ thế kỷ 19. Viên kim cương xanh của gia tộc Whitton Pass, do nhà thiết kế hàng đầu của Pháp đích thân làm nên. Giá khởi điểm là 20 triệu. Yến Châu, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Ai ra giá cao người đó sẽ có được. Bắt đầu. Yến Châu, chiếc vòng này đẹp quá. Vậy anh lấy nó cho em. 30 triệu. Quách tiên sinh ra giá 30 triệu. 40 triệu. Cố tiên sinh ra giá 40 triệu. 50 triệu. Quách tiên sinh ra giá 50 triệu. 60 triệu. Cố tiên sinh ra giá 60 triệu. 100 triệu. Quách tiên sinh ra giá 100 triệu. 170 triệu. Cố tiên sinh ra giá 170 triệu. 170 triệu lần thứ nhất. 170 triệu lần thứ hai. 170 triệu lần thứ ba. Thành giao. Thật hâm mộ Thẩm tiểu thư. Nếu có Cố lão giao cả Cố thị lớn cho cô ấy, sao lại có Cố thiếu không tiếc dùng tiền cho cô ấy. Đúng là số tốt. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cô thích dùng cơ thể để đổi lấy lợi ích đến thế sao? Quách Yến Châu, nói năng tôn trọng một chút. Quách Yến Châu, tôi với Cố Từ thế nào liên quan gì tới anh? Anh đừng quên, chúng ta đã ly hôn. Thẩm tiểu thư, mặc dù cô với Yến Châu đã ly hôn, nhưng dù sao cũng đã từng hạnh phúc, cô cũng nên nể mặt Yến Châu chứ. Thẩm tiểu thư, tôi biết cô vì chuyện của Yến Châu căm ghét tôi, nhưng cô dựa vào cái gì đánh tôi? Yến Châu? Sao vậy? Đánh kẻ thứ ba thì sai sao? Cô chẳng qua cũng chỉ nhặt lại thứ hàng thừa tôi dứt mà thôi. Cô có gì đắc ý? Thẩm Lê, nói năng cẩn thận, đừng nói chuyện ngang ngược kiểu vậy. Khương tiểu thư thì quả thật không ngang ngược, mà chẳng qua không có đạo đức thôi. Dù sao là kẻ thứ ba mà. Hai người chẳng phải cũng vậy sao? Quách Yến Châu, tôi cảnh cáo anh lần cuối, hai chúng ta không có quan hệ gì. Chuyện của tôi không tới lượt anh lo. Cố thiếu, xin hỏi chiếc vòng anh đấu giá được hôm nay dành tặng cho Thẩm tiểu thư là vì thích cô ấy sao? Có nguồn tin cho rằng Thẩm tiểu thư, Quách gia, Cố gia và tập đoàn Cố thị có mối quan hệ mật thiết. Xin hỏi vị nào mới là kim chủ của cô? Cô không biết ăn nói thì đừng nói. Nếu như mọi người có nhiều thắc mắc như vậy, vậy tôi cũng nhân cơ hội này công khai làm rõ. Thứ nhất, tôi và tổng tài tập đoàn Quách thị, Quách Yến Châu quả thật đã từng là vợ chồng, nhưng hôm qua chúng tôi đã ly hôn, về sau sẽ không có bất cứ liên quan nào nữa. Thứ hai là về quan hệ giữa tôi và Cố gia. Thẩm tiểu thư nhanh chóng bám được vào Cố gia là muốn lần nữa gả vào hào môn sao? Giới dẫn, Tiểu Lê là em gái tôi, em ấy là em gái ruột của bác cả tôi, vốn chỉ là tiểu thư hào môn. Sao có thể? Cô ấy sao lại không mang họ Cố? Tôi theo họ mẹ. Có vấn đề gì sao? Tôi lập tức trở về. Tôi biết rồi. Tiểu Lê, anh có việc cần xử lý, em tự mình về nhé. Thẩm Lê, vì sao cô lại che giấu thân phận với tôi? Quách Yến Châu, nếu anh thật sự quan tâm tôi dù chỉ một chút, đã không bao giờ nghĩ tôi là loại phụ nữ bán rẻ thân xác của mình. Thẩm tiểu thư, cô lợi hại thật, không ngờ cô chính là người kế thừa của Cố thị. Vậy Thẩm tiểu thư hẳn là biết hai nhà liên hôn sẽ thúc đẩy hợp tác rất nhiều dự án. Vậy trước kia vì sao cô lại che giấu thân phận tiếp cận Yến Châu? Quách Yến Châu, sau này đừng đến gần tôi. Thẩm tiểu thư bây giờ đã là người thừa kế của Cố thị rồi, cuộc sống về sau sẽ càng thêm thuận lợi. Yến Châu, hôn sự của chúng ta có phải cũng nên chuẩn bị không? Nghiên Nghiên,
Anh từng nói anh luôn coi em là người thân. Yến Châu, anh nói vậy là có ý gì? Nghiên Nghiên, sức khỏe của em bây giờ không được tốt lắm. Môi trường trong nước không bằng nước ngoài. Nếu như em ở nước ngoài chữa khỏi bệnh, hãy định cư ở bên đó. Không, em không đi. Yến Châu, năm đó lúc em cứu anh đã từng hứa với em sẽ chăm sóc em cả đời. Anh không thể nuốt lời. Em đã chờ anh 10 năm rồi. Nghiên Nghiên, anh hứa với em, anh nhất định dùng thân phận anh trai chăm sóc em cả đời. Em không cần. Yến Châu, em cầu xin anh, anh đừng bỏ em. Yến Châu, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên. Quách tiểu thư, phẫu thuật rất thành công. Chỉ là hiện tại cô Khương sức khỏe còn yếu, không thể chịu thêm kích động. Được, tôi biết rồi. Được. Yến Châu, có phải em sắp chết không? Không sao rồi, chuyện nhỏ thôi. Yến Châu, em biết sức khỏe của em không tốt, em cũng không dám hy vọng anh có thể cưới em. Nhưng em không muốn ra nước ngoài. Em chỉ muốn trong khoảng thời gian còn lại của mình luôn ở bên cạnh anh. Được, chúng ta đính hôn trước. Vậy chúng ta đi hẹn hò đi. Yến Châu, anh xem đó có phải là cô Thẩm không? Người ngồi đối diện cô ấy trông không giống Cố Từ. Thẩm tiểu thư, đã lâu không gặp. Thẩm tiểu thư, mặc dù cô và Yến Châu đã ly hôn, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, gặp mặt chào hỏi một tiếng thôi, có cần làm khó coi như vậy không? Gặp mặt chào hỏi một tiếng thôi, có cần làm khó coi như vậy không? Quách Yến Châu, quản cho tốt người của anh. Nghiên Nghiên, đủ rồi. Thẩm tiểu thư, giới thiệu một chút đi. Người không quan trọng. Thẩm Lê, vị tiên sinh này. Thẩm Lê là vợ cũ của tôi. Lục Tắc Thành, đối tượng xem mắt của Thẩm tiểu thư. Trong anh đây sức khỏe có vẻ không được tốt lắm, bình thường nên luyện tập nhiều hơn. Quách Yến Châu, chào hỏi xong rồi, anh có thể đi rồi. Thẩm tiểu thư, mặc dù cô và Yến Châu từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ đã kết thúc rồi. Tôi và Yến Châu chuẩn bị đính hôn, hy vọng cô có thể tới chúc phúc cho chúng tôi. Vậy hai người khi nào làm tang lễ? Đến lúc đó tôi đến tham dự cũng không muộn. Thẩm tiểu thư, tôi tưởng là sau khi cô và Yến Châu ly hôn, cô đã hoàn toàn quên đi chuyện trước kia rồi. Bây giờ xem ra cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi phải không? Thực ra tôi sắp chết rồi. Nguyện vọng của cô sắp được thực hiện rồi. Thẩm Đê, cô nói chuyện đừng có mà quá đáng. Quách Yến Châu, chúng ta đã ly hôn, anh đừng hòng qua tay múa chân với tôi. Thẩm tiểu thư, xin lỗi, là do tôi không tốt. Tôi không nên làm phiền buổi hẹn hò với người tình mới của cô. Làm tiểu tam trèo cao thì nên khiêm tốn chút. Thẩm Lê, đừng có được nước lấn tới. Nếu anh còn không cút, tôi không đảm bảo sẽ không tiếp tục ra tay đâu. Anh Lục, tôi về trước đây. Để tôi đưa cô về. Yến Châu, anh tránh em. Nghiên Nghiên, anh từng nói anh luôn coi em như em gái. Hôn lễ em muốn, anh không thể làm được. Quách Yến Châu, anh có phải yêu Thẩm Lê rồi không? Anh không có. 10 năm trước em cứu anh, anh thực sự rất cảm kích. Nhưng tình yêu không phải ai cũng có thể kiểm soát. Anh sẽ đưa em 100 triệu và cổ phần trong tập đoàn Quách Thị.
em có thể an tâm sống, không cần lo nghĩ cả nửa đời sao? Không. Yến Châu, nếu anh không cưới em, em sẽ chết trước mặt anh. Anh hy vọng em có thể tôn trọng quyết định của anh. Yến Châu, bác Yến Châu, anh yêu Thẩm Lê như vậy, vậy tôi sẽ giết cô ta để anh quay lại bên cạnh tôi. Hôm nay mời mọi người đến là muốn thông báo một chuyện. Khương Nghiên tiểu thư bên cạnh tôi, làm gái nuôi của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ trở thành một thành viên của tập đoàn Quách thị. Cô ấy sẽ được hưởng mọi đặc quyền của người nhà Quách thị. Tại đây, tôi xin đặc biệt tặng chi phí 100 triệu cho cô ấy và 5% cổ phần của tập đoàn Quách thị. Trời ạ, Quách tổng chiều quá. Lại vì một cô em gái nuôi đích thân là buổi họp báo tuyên bố thân phận của cô ấy, lại còn tặng kèm chi phí 100 triệu và 5% cổ phần Quách thị cho cô Khương Nghiên. Tôi không nghe nhầm chứ? Với tài sản của tập đoàn Quách thị, 5% cổ phần là giá trên trời đấy. Hào phóng mức độ này không giống như là với em gái. Không phải là bề ngoài em gái nuôi, thực chất là người tình chứ. Yến Châu, anh biết thứ em muốn là gì? Nghiên Nghiên, ký tên đi. Hai vị, cảnh tượng đặc sắc thế này, sao không chờ cả tôi? Thẩm tiểu thư không mời mà đến, xem chừng quá coi thường tôi và Yến Châu rồi. Khương tiểu thư, hôm nay tôi đặc biệt tới để tham gia lễ đính hôn của cô và Quách tổng, nhưng không ngờ lại thành ra đại hội nhận người thân. Xem ra thủ đoạn của Khương tiểu thư cũng chỉ có vậy. Thẩm tiểu thư, tôi biết cô vì chuyện ly hôn rất hận Yến Châu, nhưng tôi và Yến Châu hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không phải mối quan hệ như cô nghĩ. Khương Nghiên, cô không thừa nhận cũng chẳng sao. Mặc dù hôm nay hai người không tổ chức lễ đính hôn, nhưng tôi vẫn chuẩn bị món quà lớn cho cô. Cô đưa theo cảnh sát tới làm gì? Chào cô Khương Nghiên, chúng tôi cục cảnh sát Hải Thành. Bây giờ cô có liên quan tới một vụ cố ý sát hại người, mời cô theo chúng tôi. Đây là lệnh điều tra của chúng tôi, mong cô lập tức đi cùng chúng tôi. Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Tôi nghĩ việc này có gì đó hiểu lầm. Chắc chắn là có hiểu lầm. Em làm sao có thể làm ra chuyện đó? Thẩm Lệ, tôi biết cô không thích tôi, nhưng cô cũng không cần cố ý tìm người vu oan cho tôi như thế. Tôi không có nhàm chán như vậy. Nếu cô không chịu thừa nhận, vậy tôi cho cô xem mấy thứ hay ho.